Mến chào các bạn đến với kênh Cuộc Sống Hàng Ngày 75. Hôm nay thứ ba ngày 18 tháng 7 năm 2023, xin mời các bạn xem gói thầu SL07 của dự án cải tạo môi trường kênh Tham Lương, bến cát, rạch nước lên. Hình ảnh các bạn đang xem từ cầu Tham Lương hướng về cầu Chợ Cầu. Gói thầu 07 đoạn từ cầu Tham Lương đến cầu Chợ Cầu có tổng chiều dài 2.850m với giá dự toán 557.834 tỷ đồng. Phía tay phải các bạn đang xem là quận Tân Bình thuộc nội thành của thành phố Hồ Chí Minh, có vị trí địa lý phía đông giáp quận Phú Nhuận và quận 3, phía tây giáp quận Tân Phú với ranh giới là các tuyến đường Trường Chinh và Âu Cơ, phía nam giáp quận 10 với ranh giới là đường Bắc Hải và quận 11 với ranh giới là các tuyến đường Thiên Phước, Nguyễn Thị Nhỏ và Âu Cơ, phía bắc giáp quận 12 với ranh giới là kênh Tham Lương và quận Gò Vấp. Quận có diện tích 22,43 km, dân số năm 2019 là 474.792 người, mật độ dân số đạt 21.168. Quận Tân Bình được chia thành 15 phường 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 và 15. Kỳ vọng thay đổi diện mạo đô thị, dự án kênh Tham Lương giai đoạn 1 được khởi động từ năm 2002. Lúc bấy giờ, chính quyền thành phố thông báo cải tạo kênh Tham Lương, bến cát, rạch nước lên do bị ô nhiễm bởi quá trình đô thị hóa và hàng loạt khu công nghiệp mọc lên. Giai đoạn 1 đã dừng lại ở công tác giải phóng mặt bằng, nạo vét kênh thông tuyến dòng chảy, đắp đất hai bên bờ kênh, xây dựng nhiều cửa thoát nước tại một số rạch nhánh, sau đó ngưng trệ gần như hoàn toàn cho đến nay. Để công tác thi công giai đoạn 2 đạt được các tiêu chí lớn gồm giảm ngập nước, giải quyết ô nhiễm môi trường và kết nối hạ tầng giao thông, người đứng đầu chính quyền thành phố yêu cầu các chủ đầu tư phải tập trung chỉ đạo các đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công xây dựng, huy động nhân lực, thiết bị thi công, vật tư, vật liệu và có kế hoạch thi công chi tiết, phối hợp chặt chẽ với các sở ngành, các địa phương để đảm bảo hoàn thành dự án theo kế hoạch, bảo đảm chất lượng công trình, mỹ quan đô thị và an toàn lao động, an toàn vệ sinh môi trường, bảo đảm hiệu quả đầu tư, không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, ông Phan Văn Mãi nhấn mạnh. Dự án kênh Tham Lương kỳ vọng sẽ hình thành tuyến giao thông đường thủy kết nối các quận, huyện của thành phố Hồ Chí Minh, cũng như kết nối thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh miền Tây Nam Bộ qua ngõ Long An và đi các tỉnh miền Đông như Bình Dương, Đồng Nai theo hướng từ cửa sông Chợ Điểm đến sông Sài Gòn, góp phần hình thành trục giao thông huyện Xuyên Phúc vòng vòng. Ngoài ra, trục giao thông đường bộ nối với các tỉnh miền Tây qua ngõ Long An theo kết nối với đại lộ Võ Văn Kiệt, quốc lộ 1, cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Trung Lương và đi các tỉnh miền Đông cũng sẽ được nối liền. Từ đó, kết nối giao thông đường bộ xuyên thành phố, giải quyết ùn tắc giao thông, tạo điều kiện chỉnh trang đô thị. Ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Hạ tầng Đô thị thành phố Hồ Chí Minh, TCIB cho biết, việc triển khai thi công, hoàn thành dự án hứa hẹn sẽ tạo nên bước đột phá trong các công trình hạ tầng đô thị, tạo diện mạo đô thị mới cho khu vực nói riêng và thành phố Hồ Chí Minh nói chung. Vì vậy, việc thi công hoàn thành dự án theo mục tiêu, tiến độ đề ra là yêu cầu bắt buộc mà lãnh đạo thành phố đã giao nhiệm vụ cho chủ đầu tư và các nhà thầu tham gia dự án. Phía tay trái các bạn đang xem là quận 12 nằm về phía tây bắc thành phố Hồ Chí Minh, nằm dọc theo quốc lộ 1. Quận là ngõ giao thông khá quan trọng của thành phố nối liền với các tỉnh miền Đông Nam Bộ, có vị trí địa lý phía đông giáp thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương và thành phố Thủ Đức với ranh giới là sông Sài Gòn. Phía tây giáp quận Bình Tân, phía nam giáp các quận Gò Vấp, Tân Bình, Bình Thạnh và Tân Phú với ranh giới là sông Vàm Thuật, bến cát, Trường Đai, kênh Tham Lương phía bắc và tây bắc giáp huyện Hóc Môn. Quận có diện tích 52,74 km, dân số năm 2019 là 620.146 người, mật độ dân số đạt 11.759 người km. Quận 12 có 11 phường: An Phú Đông, Đông Hương Thuận, Hiệp Thành, Tân Chánh Hiệp, Tân Hương Thuận, Tân Thới Hiệp, Tân Thới Nhất, Thạnh Lộc, Thạnh Xuân, Thới An và Trung Mỹ Tây. Sau khoảng hơn 3 tháng triển khai dự án, hiện liên danh các nhà thầu đã tổ chức thi công chính trên 10 gói thầu xây lắp. Theo trình tự thi công thì hạng mục kè được thực hiện trước, sau đó đến hạng mục đường và nạo vét toàn tuyến kênh. Hiện nay hạng mục được thi công chủ yếu là phần kè. Theo chủ đầu tư dự án, hiện trên toàn công trường có hơn 30 dàn thiết bị thi công đóng cọc và các thiết bị chuyên dụng khác được liên danh các nhà thầu huy động, tập kết phục vụ thi công dự án. Thời gian tới, các đơn vị thi công sẽ huy động thêm thiết bị và nhân lực để đẩy nhanh tiến độ dự án theo lộ trình kế hoạch. Giai đoạn này, việc thi công chủ yếu dựa vào các dàn thiết bị cơ giới. Để vận hành mỗi dàn thiết bị thi công cọc cần 5 đến 7 công nhân. Vì vậy, trên công trường,
số lượng công nhân không cần tập trung đông đúc tại cùng một địa điểm. Đây là một trong những dự án lớn của thành phố Hồ Chí Minh hiện nay, trải dài trong lòng đô thị thành phố, giao cắt với các dự án đầu tư xây dựng khác cùng nhiều công trình hạ tầng kỹ thuật hiện hữu. Vật liệu được công nhân tập kết đến công trường trong đêm để phục vụ thi công. Theo kế hoạch, dự án hoàn thành vào tháng 12 năm 2025. Khi hoàn thành, công trình sẽ giúp tạo tuyến lưu thông thủy quan trọng của thành phố, vừa góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân dọc hai bên bờ kênh nhờ hàng loạt các công trình hạ tầng phụ trợ như cầu, đường, công viên, lưới điện được triển khai. Nguồn thông tin trên được sưu tầm từ website ngườiquansat.vn. Phía tay phải các bạn đang xem là quận Gò Vấp, nằm ở phía bắc nội thành thành phố Hồ Chí Minh, có vị trí địa lý phía đông giáp quận Bình Thạnh, phía tây và phía bắc giáp quận 12, ranh giới là kênh Tham Lương, Bến Cát, Nước Lên, phía nam giáp các quận Phú Nhuận và Tân Bình. Quận có diện tích 19,73 km, dân số năm 2019 là 676.899 người, mật độ dân số đạt 34.308 người km. Quận Gò Vấp được chia thành 16 phường gồm 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Cảm ơn bạn đã xem trên kênh Cuộc Sống Hằng Ngày 75. Chúng tôi hy vọng rằng có thể mang lại cho bạn những giây phút thú vị và đáng nhớ trên kênh YouTube của chúng tôi.